Cục điều tra tham nhũng Singapore ngày 18 tháng 1 ra thông báo cựu Bộ trưởng Giao thông S. Iwanrat của nước này đã bị buộc tội tham nhũng. Đây là một trong những vụ tham nhũng cấp cao nhất liên quan đến một bộ trưởng ở Singapore trong nhiều thập kỷ. Cục điều tra tham nhũng Singapore cho biết, ông Iswaran bị bắt vào tháng 7 năm ngoái và bị cáo buộc đã nhận những lại quả trị giá hơn 380.000 đô la Singapore để thúc đẩy lợi ích kinh doanh của ông trùm bất động sản ông Ben Sen. Hồ sơ Cục điều tra tham nhũng Singapore cáo buộc các lại quả này bao gồm vé xem bóng đá, nhạc kịch, chuyến bay trên máy bay riêng của ông trùm bất động sản và vé tham dự giải đua xe công thức 1 Singapore. Ông Iswaran là cố vấn cho ban chỉ đạo giải đua, trong khi ông Ben Sen sở hữu quyền tổ chức cuộc đua. Trong đơn từ chức, ông Iswaran đã bác bỏ các cáo buộc và cho biết sẽ tập trung vào việc làm trong sạch tên tuổi của bản thân. Nếu bị kết tội tham nhũng, ông có thể bị phạt 100.000 đô la Singapore hoặc phải ngồi tù 7 năm. Vụ việc đã gây chấn động Singapore, quốc gia luôn tự hào về một chính phủ trong sạch và hiếm khi bị ảnh hưởng bởi hối lộ và bê bối liên quan đến các chính trị gia.